10 ngày lấy mẫu xét nghiệm toàn dân Vũ Hán, Trung Quốc đã phát hiện thêm hơn 200 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 không triệu chứng. Số liệu này do báo chí Trung Quốc công bố cho thấy từ ngày 15 tháng 5 chính thức khởi động việc xét nghiệm acid nucleic tập trung đến hết ngày 24 tháng 5. Vũ Hán đã lấy mẫu được cho hơn 9 triệu dân, hoàn thành hơn 90% công việc. Đợt xét nghiệm này được thực hiện theo thông báo khẩn về việc triển khai xét nghiệm toàn dân trong vòng 10 ngày do Ban Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Vũ Hán công bố sau khi thành phố này xuất hiện trở lại ca nhiễm trong cộng đồng. Được biết trước đó Vũ Hán cũng đã hoàn thành xét nghiệm cho khoảng hơn 3 triệu lượt người nhằm phục vụ cho việc khôi phục sản xuất, học tập và mở cửa thành phố trở lại. Ngay sau khi Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tuyên bố gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vì dịch bệnh COVID-19 tại khu đô thị Tokyo và tỉnh Hokkaido, theo đó chấm dứt hoàn toàn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc từ ngày 26 tháng 5. Người dân ở thủ đô của Nhật Bản đã ngay lập tức đổ ra đường và tận hưởng không khí khi cuộc sống bình thường quay trở lại. Sáng nay, người dân Tokyo thức dậy trong ngày đầu tiên thành phố được dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp. Tokyo và 3 quận xung quanh nằm trong những khu vực cuối cùng được nới lỏng phong tỏa. Cho dù vẫn cảnh giác với virus, người dân đều hoan nghênh quyết định của chính phủ và vui mừng khi được ra ngoài, các chuyến tàu đã đông đúc hơn. Tôi vẫn còn một chút lo lắng, có thể sẽ có một đợt dịch thứ hai khi mọi người đổ ra ngoài. Vì thế, chúng tôi phải cảnh giác. Sau khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, Tokyo sẽ bước vào giai đoạn 1 trong việc nới lỏng hạn chế, cho phép các thư viện, bảo tàng, nhà hàng mở cửa trở lại. Ở giai đoạn tiếp theo, các rạp chiếu, triển lãm sẽ được mở cửa. Không chỉ là niềm vui đơn thuần được ra ngoài và vui chơi, nhiều người Nhật Bản thở phào khi kết thúc tình trạng khẩn cấp do lo sợ nền kinh tế Nhật Bản có thể sụp đổ nếu các doanh nghiệp bị hạn chế hoạt động. Tôi muốn được đi làm, đi uống với bạn bè và xem hòa nhạc. Dịch COVID-19 đã khiến nền kinh tế lớn thứ ba thế giới rơi vào suy thoái lần đầu tiên kể từ năm 2015 khi tăng trưởng âm 2 quý liên tiếp. Sau khi gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn quốc, Nhật Bản sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo trong công cuộc phục hồi và phát triển kinh tế. Australia hiện có hơn 7.100 ca mắc COVID-19, trong đó ghi nhận 102 trường hợp tử vong. Con số này thấp hơn nhiều số ca mắc COVID-19 ở các nước phát triển khác. Chính phủ Australia đang từng bước nới lỏng lệnh phong tỏa, trong khi Thủ tướng Scott Morrison phác thảo kế hoạch vực dậy nền kinh tế, song cảnh báo rằng sự phục hồi này sẽ phải mất từ 1 đến 3 năm. Thủ tướng Scott Morrison sẽ công bố kế hoạch hồi sinh nền kinh tế khi mức nợ công của nước này đã tăng lên tương đương khoảng 30% GDP. Theo ông, cải cách thuế, bãi bỏ các quy định và chi phí năng lượng thấp hơn sẽ là trọng tâm để kích thích tăng trưởng kinh tế. Với thành công trên mặt trận y tế, chúng tôi đã bắt đầu giai đoạn tiếp theo của kế hoạch, đó là mở cửa trở lại nền kinh tế. Việc mở cửa trở lại sẽ rất khó khăn vì phải đảm bảo ngăn không cho virus SARS-CoV-2 lây lan, trong khi phải đảm bảo xã hội và kinh tế bền vững sẽ phải mất từ 1 đến 3 năm, kinh tế Australia mới có thể phục hồi hoàn toàn. Ngân hàng Dự trữ Australia hồi đầu tháng này dự báo nền kinh tế trị giá 2.000 tỷ đô la Australia sẽ giảm 10% trong nửa đầu năm nay và là lần giảm đầu tiên trong 3 thập kỷ qua. Australia dự kiến sẽ dỡ bỏ phần lớn các lệnh giãn cách xã hội vốn được đưa ra nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 vào tháng 7 tới, trong khi gần 70 tỷ đô la Australia viện trợ của chính phủ sẽ kết thúc vào tháng 9. Nước này cũng đã áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, song điều đó đã khiến hàng trăm nghìn người rơi vào cảnh mất việc làm. Chính phủ Australia dự báo tỷ lệ thất nghiệp ở nước này có thể tăng gấp 2 lần, lên 10% trong quý kết thúc vào tháng 6 năm 2020. Theo hãng tin Bloomberg, suy thoái kinh tế mạnh và thất nghiệp sẽ gia tăng tại Thụy Điển, dù nước này không áp dụng các biện pháp giãn cách trong đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tình trạng suy thoái kinh tế tại nước này trầm trọng đến nỗi các nhà kinh tế lo ngại nó có thể biến thành một cuộc khủng hoảng lớn. Dự kiến các chỉ số trong lĩnh vực kinh doanh du lịch và nhà hàng sẽ giảm sút. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4 không điều chỉnh theo mùa đã lên đến 7,9%, cao hơn đáng kể so với dự báo. Nếu nhu cầu không tăng trong tương lai gần thì tỷ lệ thất nghiệp có thể lên đến 17%. Trong khi đó, chính phủ Thụy Điển tiếp tục xây dựng dự luật đơn giản hóa việc sa thải nhân viên. Sáng kiến này đã dẫn tới các cuộc biểu tình của nghiệp đoàn và lực lượng đối lập. Thụy Điển theo đuổi chiến lược miễn dịch cộng đồng và không thực hiện các biện pháp phong tỏa nhằm tránh tác động tồi tệ đến nền kinh tế. Đến nay, nước này đã ghi nhận hơn 34.000 người mắc COVID-19, trong đó có hơn 4.000 trường hợp tử vong.
Thưa quý vị, thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện tại Việt Nam là một nam giới 31 tuổi có địa chỉ tại Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Ngày 13 tháng 5 vừa qua, bệnh nhân này từ Liên bang Nga về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay mang số hiệu VN0062 sau khi nhập cảnh được cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh Thái Bình. Cùng ngày được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả là âm tính. Vào ngày 25 tháng 5 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình đã lấy mẫu xét nghiệm lần thứ tư và cho kết quả là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân này được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Như vậy, hiện nay, tổng số ca mắc là hành khách trên chuyến bay VN0062 ngày 13 tháng 5 là 33 trường hợp. Tất cả đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh về Việt Nam và không có nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng, bao gồm 31 hành khách, 28 người được cách ly tại Thái Bình, 2 người tại Hải Dương, 1 tại Quảng Ninh và 2 tiếp viên hàng không được cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, thưa quý vị, sau thời gian điều trị hơn 2 tháng, trải qua nhiều lần cấp cứu ngừng tim nguy kịch đến tính mạng, thì bệnh nhân số 19, tức là bác gái của bệnh nhân số 17, ca nhiễm đầu tiên của thành phố Hà Nội đã được các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nỗ lực điều trị và mang lại sự hồi sinh rất là ngoạn mục cho người bệnh này. Vâng, và đây cũng là bệnh nhân COVID-19 có thời gian điều trị dài ngày nhất ở nước ta. Và chiều ngày hôm nay 26 tháng 5, bệnh nhân đã chính thức được công bố khỏi bệnh. Theo đó, sẽ có 3 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại bệnh viện này tiếp tục được công bố khỏi bệnh vào sáng mai 27 tháng 5. Trong đó, đáng chú ý là bệnh nhân số 19 là nữ 63 tuổi tại Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Hai bệnh nhân còn lại là bệnh nhân số 52 và bệnh nhân số 324. Bệnh nhân 19 vào viện từ ngày 6 tháng 3 và được nhắc với tên gọi là bác của bệnh nhân số 17 ở Hà Nội. Các bệnh mở ra giai đoạn phức tạp tại nước ta. Đây là người nặng nhất trong số các ca bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Tính cho đến thời điểm này, hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không khó thở, thở khí phòng và dấu hiệu sinh tồn ổn định, phổi không rây, đại tiểu tiện bình thường, bệnh nhân có 7 lần âm tính với SARS-CoV-2. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, hành trình điều trị và hồi phục cho bệnh nhân số 19 là điều đặc biệt ấn tượng trong quá trình điều trị cho hàng trăm bệnh nhân COVID-19 tại đây. Bệnh nhân không chỉ có quá trình điều trị dài ngày nhất là một trong hai ca phải sử dụng ECMO, mà còn bởi bệnh nhân đã cùng các y bác sĩ vượt qua những lần cấp cứu thập tử nhất sinh để có được sự hồi sinh ngoạn mục ngày hôm nay. Thưa quý vị, đến nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã điều trị cho 8 bệnh nhân nặng có liên quan đến thở oxy, sử dụng các máy hỗ trợ. Bên cạnh rối loạn hô hấp, phần nhiều trong số các 3 ca bệnh nhân này thì có rối loạn đông máu. Những bệnh nhân tiên lượng diễn biến nặng có những chỉ số tăng, đáp ứng miễn dịch giảm. Với những cách thức kinh nghiệm chống SARS và cúm thành công, thì Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng đã cứu sống cho bệnh nhân vào viện dù nặng hay nhẹ. Dịch COVID-19 có thể ảnh hưởng tới xuất nhập khẩu hàng hóa, nhưng nó không thể cấm chúng ta ăn uống được. Do vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục đồng hành với các tỉnh có sản phẩm vải đạt tiêu chuẩn. Chúng tôi khá hài lòng với các vùng trồng vải ở Bắc Giang. Khâu chuẩn bị khá tốt và quả vải cũng đã đạt yêu cầu sinh trưởng. Chúng tôi cam kết sẽ thu mua các sản phẩm có chất lượng. Với thị phần hơn 100 triệu dân trong nước, được xem là mảnh đất màu mỡ để trái vải thiều xâm nhập. Đặc biệt, thị trường miền Nam rất ưa chuộng loại trái cây này. Ăn trái cây miền Bắc và chỉ chờ có mỗi dịp này thôi là được ăn thôi, nên đâm ra là mua dữ lắm. Nhà cô thì một năm cứ đến mùa vải là hầu như là ngày nào cũng mua. Vải thì rất là ngon, nó lúc nào cũng ngọt hết, không bao giờ thấy nó chát hay là nó chua gì đâu. Nếu đem vải qua miền Nam này thì bán đúng giá nhau thì có lẽ là có thể cạnh tranh được. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng hiện thị hiếu tiêu dùng trong nước cũng đã thay đổi, hướng đến những sản phẩm chất lượng cao và an toàn. Bởi thế, để thị phần nội địa tiêu thụ ổn định, thì các vùng trồng vải cũng phải hết sức đảm bảo chất lượng trái vải đến tay người tiêu dùng trong nước, như với cam kết chất lượng vải xuất khẩu. Chúng tôi đã rà soát rất là kỹ, lựa chọn các cái vùng, các cái hộ mà có đủ điều kiện để tham gia tổ chức sản xuất, chỉ đạo trong cái vấn đề ghi chép, rồi thì hướng dẫn quy trình phòng trừ sâu bệnh. Việt Nam đứng thứ 3 trên thế giới nhưng cũng chỉ là có 400.000 tấn vải. Do đó nếu như tổ chức thị trường tốt, hoàn toàn là chúng ta tiêu thụ trong nội địa là bình thường. Thứ ba là những năm vừa qua, hàng năm xúc tiến thương mại, 26 đến 30 tỉnh thành đã đến xúc tiến thương mại cùng với Bắc Giang cơ mà. Quả vải chúng ta đã vào các tỉnh phía Nam từ mấy năm nay cơ mà. Không có lý gì chúng ta không tổ chức tiêu thụ tốt ở thị trường nội địa.
Dự kiến vụ vải năm nay, tại Bắc Giang và Hải Dương, hai vựa vải lớn nhất cả nước đạt tổng sản lượng trên 200.000 tấn vải, tương đương vụ mùa 2019. Với sản lượng như vậy, cùng với việc chủ động thay đổi công nghệ bảo quản, chế biến, đảm bảo các thông tin về chứng nhận chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, tập trung thị trường nội địa, thay vì phụ thuộc lớn vào việc xuất khẩu sang Trung Quốc như trước đây, trái vải Việt năm nay được dự báo sẽ không phải loay hoay tìm đầu ra như những nông sản khác.